Yo, what's up? Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiếp Tim Mobile. Hôm nay cái em sẽ mang tới cho mọi người một cái đội hình khắc chế, đội hình mà có thể nói là các bạn đang rất chuộng hiện nay, đó là tay to mặt lớn. Đi đâu cũng gặp mấy ông tay to mặt lớn, thì em sẽ gửi đến mọi người cái đội hình khắc chế. Và hôm trước thì có một bạn comment kêu là đội hình dạng emo thuật sư, cái heo chơi nó ao meta. Thì không biết là cái định nghĩa ao meta của bạn đó là sao, nhưng mà khi mà các bạn vô leo rank hay gì đó thì các bạn đều có thể dễ dàng bắt gặp những cái thành phần leo rank bằng cái đội hình phép rất là mạnh mẽ. Và nó cũng, nếu mà nó lên được 3 sao sớm những con carry chính thì các bạn cũng rất là khó để thật ra thì đội hình nào nó cũng có cái khắc chế được hết trơn á, chỉ là chị thấy nói chung là không nên cãi nhau thôi. Các bạn có thể chơi thì cái heo cũng chỉ là làm video hướng dẫn, và video giống kiểu cũng không gọi là hoàn toàn hướng dẫn đâu. Video tham khảo thì đúng hơn, cho các bạn tham khảo rồi coi cách bố trí đội hình, rồi sắp xếp các cái con tướng trong cái trận đánh đối đầu với tướng khác như thế nào thôi. Thì hiện tại thì cái heo sẽ tiếp tục kích hoạt được cái móc đội hình punk nha mọi người. Thì cái đội hình này thì cái con mà carry chính từ đầu tới cuối quan khắc rất là quan trọng là con chuột. Mọi người trong con chuột thế thôi chứ nó bắn đau cực luôn. Rồi các bạn tham khảo những món đồ mà cái heo để nha. Thì lúc đầu thì khởi đầu thì nếu như mà các bạn có tướng hộ pháp thì có thể kích thêm hộ pháp để cho nó trâu nha. Và cái con tanh cơ chính cái heo rất là chuộng con Amumu, tại vì nó vừa bất tử nó vừa gây choáng. Còn như con kia thì cái heo để cho nó trâu chút xíu cho nó chống chịu cho câu giờ cho mấy con sao bắn. Còn kia là con Patheon thì phải. Nói chung cái mùa này nhìn tướng cái dáng người đi cầm trang bị mình nhiều khi nó cũng na ná nhau, nên cái heo cũng nhiều khi cũng quên mất con đó là con gì luôn. Nhiều khi mình nhìn chỉ nhìn vũ khí mới nhận diện con đó thôi, chứ nhiều khi cái skin hoặc là dáng người giống như đợt này con Draven chẳng hạn đi, nó ôm nhôm nhách này kiểu chơi đồ dịu quá hay sao ấy, sụp ký. Chứ bình thường cái dáng người con Garen nó mặc đồ bự lắm, kỳ này mặc đồ giống như đi đại nhạc hội vậy. Rồi con Garas cũng vậy, nên nhìn nó hơi lạ. Mấy con nhìn hơi lú, kỳ này nhìn con Patheon nhìn giống như cái gì chị bự gì gì cái con gì bữa hơi hình nói quên hay quên mất rồi, xin cái gì bên dưới ngân hà gì đó, con mà cầm khiên á, cái nhân vật cầm khiên gì thì gọi sinh hùng tên gì vậy quên đại. Ngoài con chuột ra thì các bạn có thể thêm con Samira đấy nha mọi người, nhưng mà giờ Samira chưa ra cho nên các bạn cứ chơi theo đội hình của cái heo đi. Đội hình pump này thế vậy nó cũng chơi không khéo nó cũng dễ thua lắm mọi người, vì mọi người phải lên được cái hàng chống chịu nó khỏe xíu. Rồi con đăng chính nó cũng phải được 3 sao và có đồ từ sớm. Ý cái heo nói là đội hình nào rủi ro càng cao là đội hình đó càng càng dễ top 1 á. Nghĩa là chỉ cần nó đạt đúng cái ngưỡng của nó là nó rất trâu. Không phải ngưỡng nữa, đúng yêu cầu. Cái heo nhớ này Captain American, nhìn con Patheon mùa này giống Captain. Cái heo thì có cái sân đẹp lắm, tại cái heo chỉnh qua cái sân mặc định cho nó có cảm giác tân thủ. Có mấy bạn giàu hơn cái heo có mấy cái sân cúp biển Caribe này kia. Cái heo có cái sân đẹp lắm, lâu lâu đổi gió, lâu lâu cống hiến chút máu rồi đổi gió cho có cái sân. Mà còn cái lỗi game đánh xong trận là văng ra không biết chuyện nào ở bên nhà phát hành mới fix nữa. Cái đánh xong là văng bực hết rồi. Người yêu ơi, người kia mùa đông đã rơi,
này nó bắt đầu được trấy ra cái màn ba vòng ba. Hành trình tới top 1 cũng gian chân như lắm. Lên trên cao đến khó, giành giật đội hình rồi trang bị rồi drone tướng các kiểu. Về lên trên cao thì nó sẽ hên xui nhiều hơn. Nhưng mà vô top 4 thì đơn giản rồi. Cho nên là những cái đội hình kéo làm thì các bạn có thể tham khảo, nó có thể leo rank được ha. Còn chắc chắn top 1 hay không thì nó còn nhiều yếu tố lắm. Còn lắm thì mọi người vô được top 2. Vì cái vị trí top 1 có khi có mấy bạn nó báo quá rồi. Nhưng mình cũng không còn đủ tiền để xoay ngược tình thế nên top 2 là cùng. Các em cũng sẽ up mấy clip top 2 lên cho các bạn làm chất liệu tham khảo. Nhiều cái loại giáo án lạ lùng nhưng vẫn lên được tốt. Lúc này thì còn gì lấy đó. Nhiều khi các bạn quên trang bị gì ghép với cái gì á, thì tham khảo trong game này để sẵn hết rồi. Hồi xưa thì còn khó chứ bây giờ bãi trang bị. Mọi người thấy cái heo có nhiều đồ, cái heo bỏ gom cho đam chính rồi. Mặc dù con Patheon là tướng siêu sao chứ cái heo chờ mong mấy con đam chính nó ra siêu sao thì mình đổi cũng được. Nghĩa là các bạn có thể tùy theo chiến thuật, tùy cơ ứng biến nha. Còn nó không ra thì thôi chịu, tại hạn chống chịu mình cũng hơi yếu. Nên có thể lấy một tướng siêu sao để ra chống chịu cũng được. Tay to mặt lớn được không? Thấy con Amumu, con nào nhìn cũng hoành tráng, riêng con Amumu nhìn nó cứ dễ gách thế nào, thấy tội nghiệp nó. Kiểu như nó bị ghẻ lạnh. Cái cuộc đời nhân vật nó cũng đã khổ lắm rồi. Vô trong game cũng bị ghẻ lạnh. Đặc biệt là tốc chiến bên điện thoại rồi đó. Thấy có vẻ bị ghẻ lạnh. Nhưng mà bạn nào biết cho Amumu mạnh lắm. Về lay game nó vô đó, kiểu nó khó đánh chết được lắm. Nhưng mà ít giờ nó khó quá. Cuộc đời đã đau đớn, không ai chơi chung rồi mà vô game còn bị cho ra bên rìa đi. Chống chịu mình hơi yếu cho nên là cho nó tăng lượng máu nó câu giờ nha mọi người. Thầy cũng không có đồ gì ghép hết trơn. Kiểu chơi theo kiểu cái heo là chữ cháy á, không có đòi hỏi gì thêm. Có gì đâu mà ghép. Đồ cho sao chơi vậy thôi. Cái này thuận theo ý trời. Còn cái nâng cấp này thì các bạn muốn chọn gì đó chọn. Tham khảo cái heo chọn cũng được. Cái ông tính dồn hai cái vô cực kiếm rồi nó bắn đau không? Bắn đau không? Coi thử. Chí mạng, double chí mạng. Không biết nó được tính hai cái không? Chắc được, nó có cộng thêm chỉ số chứ. Đồng quê rồi ha. Đồng quê chưa kích đủ móc của nó cũng hơi yếu. Chạy thường cái heo chơi chứ cái heo cũng chả nhớ con nào bỏ đồ nào rồi tối ưu tùy heo trận. Không cứ chơi tới đâu quan sát tới đó. Đó. Đội hình gặp mấy đội hình phép cũng khó chịu cực. Rồi.
đội hình nhặt ra khó chịu, không có chịu hết, nằm mất bả chủ thắng rồi. Ôn dịch thiệt chứ, đội chống chịu bên mình kém lắm. Nhưng mấy con chủ lực cầm này cùng một sao nữa. Trời bời, đổi đội hình không kịp, tôi có sao chơi vậy. Chơi là chuẩn bị đấy, con đầu chìm này là nó ra con chuột siêu sao rồi nè, phải bắt buộc phải bán con siêu sao đi. Gắn chân chuột lên 3 mới có cơ hội. Nói chung là những cái con chủ lực thì các bạn cố gắng làm sao cho nó lên được 3, ưu tiên cho nó lên càng sớm càng tốt. Thì ví dụ như con chuột là nó là tướng 2 tiền, nên tầm level 7 đô lại thì các bạn roll thì tỷ lệ ra nó sẽ cao hơn ha. Nhưng mà nó đã ra tới vậy rồi mình không lên 3 sao nó bỏ game được rồi. Nhiều khi cũng có trường hợp xui vậy đó. Diego Samira Samira Mirae. Có cái Heron nữa. Tưởng nó không lên 3 nữa là bỏ game luôn. Còn lại mình tìm đồ chống chịu cho Amumu với một số món cho đam, hàng đam của mình. Cố gắng roll cho Amumu lên 3 chống chịu nha mọi người. Cái hàng chống chịu mình nó yếu con dí vậy lắm rồi đó. Momo nè, set nè. Đang kiểm tra các tướng để kích móc lên được đao phủ, bốn đao phủ gì không. Ôi kìa nó, dạ, chơi trẻ. Thấy không, mình cũng chịu hơi giống như ý. Đam mình có mà thời gian cũng chịu không có, cũng chết. Cái heo này xuống đấy sao hỏi. Nhưng yên tâm anh em, hôm nay clip top 1 mà anh em. Nếu không có cơ hội bỏ tướng thì em lấy ấn cũng được. Ý là trường hợp có ra ấn mà ấn hiếm, game này cứ cái hiếm nhất là ấn, tìm được ấn phù hợp. Đủ bóng đâu phải. Không ai còn ít tiền ít vốn. Chứ không vừa tâm không đủ mà đam cũng không đủ luôn. Mình chuột đánh còng lưng. Còn gặp đội hình phù thủy âm nhạc cái tao mặt lớn rồi không. Ghê dữ. Con móng vẹt nó nhìn mà. Móng vẹt nó chưa lên được hay sao. Rồi nãy giờ hết tiền luôn. Vẫn những cơ hội nhỏ sau bao tháng chia ly. Anh vẫn thường thắc mắc khi anh không lên gì. Thua nữa, thua cái đội hình môn dịch này nữa. Nhưng mà đội hình cái heo thì chắc chắn cũng vô được top 4 mà anh em yên tâm. Trời ơi, tôi muốn
Hôm nay đến con rồng không có gì phải sắn hết trơn. Rồi Amumu lên 3. Cảm ơn ạ. Thank you so much ông trời. Hàng tanh cái hàng hơi yếu nên chắc chắn cái hàng sẽ lấy đồ tanker nha mọi người. Thì các bạn muốn bỏ chai bỏ nguyên cái hàng đó, hay bỏ cho con set. Set chứ không phải là sách nha. Samira lên 3 cái này mới có cơ hội top 1 dễ dàng. Nhờ bỏ cái đội chống chịu nó cũng đỡ. Ôi chút nữa nè. Ok 10 điểm nha. Samira lên 3 cái nữa nào. Samira mira. Ê ê waka waka ê. Chấp đội hình này nha mọi người. Để con chuột ở giữa cho nó đỡ bị sốc cà đam. Con vẹt để góc nó thì cũng ok. Bên kia nó trồng quá. Mô đường khai sơ mà đồng đau đớn. Rồi tiếp 3. Samira đâu? Samira đâu? Có cái nhịp. Hôm nay thì vị trí tướng cũng ổn rồi. Có chăng là lát điều chỉnh vị trí hành tinh mà thôi, để đó cũng hợp lý rồi. Thì khi bên kia nó đổi lại thôi. Thành ra con sét nó trâu phết. Yeah. Rồi rồi. Funkai wa. Hay lấy con miếng ít được phép mà. Con sét là nó chơi hệ phép. Không có thể bỏ cho con vẹt không được. Chúng đang cân nhắc giữa phép và sạc. Sét và vẹt. Con sét nó đâm phép mọi người cũng đánh đau lắm. Tung chiêu cũng đau hết. Vẹt thì cũng chẳng phải đâm chính trong cái trận này. Cho một mình mẹ kia có chip đâm phép đi. Ôi trời ơi, cái đội này nó trâu quá nha. Không ổn. Tại tòa mặt lớn chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Samira nhất quyết nó không lên 3 là không. Giờ chỉ còn sắp đội hình lại mới được rồi. Cơ hội cuối cùng. Đôi khi cái heo cũng sắp một phần cái heo cũng sắp đại. Tại vì bên kia nó đổi vị trí mình cũng. Cái này gọi là nhân phẩm mà. Đội hình có con Miss Fortune này thì cái heo đánh thắng rồi. Chỉ là gặp cái đội hình kia kìa. Đội hình. Rồi mày chết mày rồi con ơi. Peanut đồ he. Tại to mặt bự rồi he. Nãy con nó giờ mới gình đội hình rồi đó. Vừa là gình được rồi. Giờ nãy ra thêm con Samira nữa rồi. Quá ghê gốm. Heo sẽ chắc chắn sẽ lấy thêm đồ chống chịu rồi. Chú tể Amu Châu. Bên kia nó hay gình lắm. Cho mày gình luôn. Cái nào đổi nha. À giờ nó không thèm gình, khúc cần gình không gình, lúc không cần gình đi gình. Khúc cần gình không gình là chết rồi. Cái heo sắp Amumu qua đây nó choáng mấy con bên này của nó. Amumu mà không chết thì thôi. Các bạn làm sao đủ thời gian đánh mình được. Con chuột cái heo đến giữa là chính xác. Ok, chúc các bạn thành công à. Cái vị trí sắp đội hình cũng quan trọng nên các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn lên đi nhanh. Bye bye, mama time.